Việt Nam Soderby International Realty là đại diện độc quyền của thương hiệu Soderby International Realty để cung cấp dịch vụ chất lượng cao tới khách hàng tại thị trường bất động sản Việt Nam và trên toàn thế giới. Kể từ khi mở văn phòng đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2008, nhà cung cấp dịch vụ bất động sản toàn cầu này đã đại diện bán hàng cho hơn 300 công trình bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh và một số khu nghỉ dưỡng, dự án nhà ở sang trọng tại Hà Nội, Đà Nẵng, Côn Đảo, v.v. Ngoài dịch vụ kinh doanh nhà ở, đơn vị này còn có các dịch vụ khác như tư vấn phát triển, thiết kế nội thất và dịch vụ tiếp thị dự án. Được biết, trong năm 2012, công ty này đã thực hiện thành công các giao dịch với khách hàng quốc tế liên hệ qua mạng lưới Soderby International Realty. Trong số các giao dịch thành công đó, có hai biệt thự tại The Nam Hải và một biệt thự gần kề Hyatt Regency Đà Nẵng. Một trong những lợi thế của Việt Nam Soderby International Realty là sự kết nối với thương hiệu và mạng lưới Soderby International Realty uy tín. Dự kiến mục tiêu phát triển trong năm 2012, Việt Nam Soderby International Realty sẽ tập trung vào các phân khúc thị trường chất lượng cao của châu Á, chưa được thế giới biết đến qua thương hiệu Soderby International Realty.